dâu, nguyên liệu của chúng ta cần có như sau: dầu dừa 200g, tinh dầu 10g, súp 34g, nước cất 76g và bùn khoáng 10g. Đầu tiên, Hằng sẽ cân nước. Và đối với cân nước thì Hằng sẽ sử dụng cân lớn. Chúng ta sẽ cân 76g nước. Ta sẽ cân súp. Ở đây súp chúng ta cần là 34g. Và đối với súp, Hằng sẽ sử dụng cân tiểu ly để có độ chính xác cao nhất. Dụng cụ cân súp cần phải thật khô ráo các bạn nhé. Sau khi cân súp, chúng ta sẽ đổ súp vào với nước. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ đổ súp vào với nước và không làm ngược lại, không đổ nước vào với súp. Khi trộn súp với nước sẽ có khí bốc lên, vì thế các bạn cần làm ở nơi thoáng mát và nhất là tránh trẻ em. Sau khi quấy tan hết súp, chúng ta sẽ được một dung dịch rất là nóng và có màu đục như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cần chờ 30 phút đến 1 tiếng để dung dịch súp này nguội. Và khi dung dịch súp nguội thì chúng ta sẽ thu được một dung dịch màu trong suốt giống như là nước cất đấy ạ. Chúng ta sẽ chờ 30 phút các bạn nhé. Súp sau khi nguội, chúng ta sẽ thu được một dung dịch súp có màu trong suốt giống như là nước cất. Các bạn chạm vào có thể thấy nguội là được. Sau 30 phút thì chúng ta sẽ làm bước tiếp theo, đó là chúng ta cân dầu. Ở đây, để tiết kiệm thời gian, Hằng đã cân trước 190g dầu dừa vào cốc lớn. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cho hết toàn bộ cốc súp vào trong cốc dầu. Các bạn lưu ý chúng ta sẽ cho súp vào trong dầu mà không làm ngược lại. Và vì bùn khoáng khá là khó tan cho nên chúng ta sẽ để dành 10g dầu. Bên này là 190g dầu các bạn nhé. Còn 10g dầu Hằng để dành, Hằng cân vào cốc chúng ta vừa mới đựng súp. Các bạn lưu ý là cốc này chúng ta đã hết súp. Hằng sẽ cân 10g dầu. Và cuối cùng là 10g tinh dầu. Chúng ta sẽ đảo đều, đảo thật là đều cốc bùn khoáng này. Bởi vì tách như thế này thì chúng ta sẽ dễ làm bùn khoáng tan. Trộn đều với dầu và tinh dầu hơn thì sau khi cho vào dung dịch xà phòng của chúng ta sẽ không bị lẫn.
cố gắng đảo can mịn càng tốt, tức là bùn khoáng này càng hòa tan được vào trong dung dịch dầu thì càng tốt. Sau khi hòa tan, chúng ta sẽ để một bên và thực hiện bước tiếp theo với cốc dầu và súp này. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng máy xay cầm tay và đảo đều dung dịch súp với dầu. Trước tiên, chúng ta sẽ đảo bằng tay, sau đó bấm máy. Bấm máy một lúc, chúng ta sẽ ngừng lại và tiếp tục đảo đều bằng tay. Bước này chúng ta sẽ làm cho đến khi nào mà xà phòng của chúng ta, xà bông của chúng ta có tạo vân ra được. Xà phòng rất là nhanh tạo vân. Khi xà phòng đã tạo vân, chúng ta sẽ ngừng lại và trộn dung dịch, trộn hỗn hợp có bùn khoáng vào trong hỗn hợp xà phòng. Và lúc này chúng ta sẽ không sử dụng máy nữa mà chúng ta sẽ sử dụng phới dẹt, là cái này đấy, để chúng ta trộn dung dịch này, trộn hỗn hợp này. Bước này các bạn sẽ đảo đều bằng tay. Các bạn lưu ý, đối với tất cả dụng cụ để làm xà bông, chúng ta sẽ dùng thủy tinh hoặc là nhựa chịu nhiệt hoặc là inox. Các bạn tuyệt đối không dùng dụng cụ bằng nhôm nhé. Sau khi đảo đều, chúng ta sẽ đổ khuôn, và sau một ngày chúng ta có thể bóc khuôn. Nếu các bạn không có khuôn silicone thì các bạn có thể dùng những dụng cụ bằng nhựa để đựng cũng được. Những dụng cụ bằng nhựa thì hơi khó tháo xà bông ra một chút nhưng cũng không sao. Sau khi tháo khuôn, các bạn phơi xà bông ở nơi thoáng mát trong vòng một tuần thì các bạn có thể gói xà bông lại vào trong những cái túi giấy để tránh bay mất hơi của tinh dầu, bay mất mùi của tinh dầu. Sau khi các bạn gói lại, các bạn cứ để nơi thoáng mát trong vòng khoảng 1 tháng. Sau 1 tháng kể từ ngày sản xuất xà bông, các bạn mới được sử dụng. Thì sau 1 tháng, các bạn có thể sử dụng trong vòng cả năm được. Các bạn có thắc mắc gì cần giải đáp, hãy để lại bình luận, Hằng sẽ tổng hợp và giải đáp ở video sau. Bây giờ như vậy là Hằng đã đảo đều. Bước tiếp theo, Hằng sẽ đổ vào khuôn. Nhìn thì như vậy thôi, nhưng khi chúng ta thu được xà bông thì kéo có màu trắng sữa, rất là đẹp các bạn. Ở đây, Hằng có bản công thức chi tiết của xà bông bùn khoáng. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại của Mam Shop Nhật Ký Làm Xà Bông hoặc inbox vào fanpage. Hằng sẽ gửi bản công thức chi tiết cho các bạn nhé. Như vậy là xong. Rất đơn giản phải không nào? Và xà bông này phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và những da bị bệnh. Các bạn hãy thử làm xem nhé. Chúc các bạn thành công.